Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh thông tin võ thuật của chúng tôi. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ có ích cho tất cả các bạn. Tiếc cho một nhan sắc Johnny Chí Nguyễn, phong độ một thời giờ cũng không thắng nổi thời gian. Xin một vé trở về quá khứ nơi Johnny Chí Nguyễn chưa mọc râu và tiều tụy tới mức xác xơ như bây giờ. Thời gian đúng là không có đối thủ, không có thứ gì trên đời có thể đánh bật được sức mạnh của thời gian. Thời gian không chừa bất kỳ một ai. Nó tàn nhẫn tới nỗi dù con người có muốn níu kéo tuổi thanh xuân đến thế nào thì cũng phải đến một ngày phải đối mặt với hai chữ tuổi tác. Johnny Chí Nguyễn cũng vậy, nam diễn viên đẹp trai, ngầu manly sexy, sáu múi da nâu khiến bao fan girl mê đắm năm nào, nay cũng đã không còn giữ gìn được vẻ ngoài phong độ như xưa. Những hình ảnh mới đây của Johnny Chí Nguyễn trong bộ dạng tiều tụy, râu mọc lùm xùm, tóc tai chẳng chải chuốt và dường như anh đã sụt cân khá nhiều, khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy hoang mang. Không biết anh đang nhập vai đóng phim hay vốn hiện tại, khi đã ở ngưỡng U50 thì đến Johnny Chí Nguyễn cũng chẳng còn sức đánh đấm được lại với sự tàn phá của thời gian. Với những khán giả hâm mộ điện ảnh Việt Nam, hẳn không ai cảm thấy xa lạ với cái tên Johnny Chí Nguyễn. Suốt một thời, cái tên nam diễn viên phủ sóng khắp các màn ảnh rộng qua những bộ phim đình đám như Dòng Máu Anh Hùng hay Bụi Đời Chợ Lớn. Sở hữu vẻ ngoài điển trai nam tính rắn giỏi, hình ảnh Johnny Chí Nguyễn gắn liền với những vai nam chính trong các bộ phim hành động võ thuật đã ngốn không biết bao trái tim của các chị em. Sau một thời gian dài vắng bóng, từ giữa năm 2018 đến nay, Johnny Chí Nguyễn đã tái xuất tại một số sự kiện giải trí và khiến khán giả hâm mộ võ thuật cũng như điện ảnh không khỏi bất ngờ về vẻ ngoài xuống sắc của tài tử điển trai và giỏi võ thuật này. Ngoài thân hình gầy guộc tiều tụy đến ngỡ ngàng, Johnny Chí Nguyễn còn thường xuyên diện trang phục rất đơn giản để râu khiến hình ảnh của anh ngày càng thay đổi tiều tụy đi. Những thăng trầm trong sự nghiệp điện ảnh của Johnny Chí Nguyễn càng khiến anh thôi thúc hướng đến ước mơ lớn nhất trong cuộc đời, không phải của một diễn viên mà là một võ sư. Anh mở võ đường và cống hiến cho võ thuật. Có thể nhiều người không biết Johnny Chí Nguyễn là con nhà võ chính hiệu. Anh sinh ra trong một gia đình có cả ông nội và cha đều nổi danh là võ sư, nên anh được học cung phu từ còn rất nhỏ. Ông nội anh là võ sư Nguyễn Chánh Minh, là người được gọi là huyền thoại nhạn trắng Cà Mau. Không chỉ giỏi về võ thuật cổ truyền và tán thủ, anh còn học tập rất nhiều các môn võ khác như Vô Vi Nam, Taekwondo, đấu kiếm quyền Anh hay võ tổng hợp MMA. Ngoài ra anh cũng tập luyện các môn thể thao khác như bóng rổ, cưỡi ngựa, đua xe. Từ nền tảng đó, Johnny Chí Nguyễn mở võ đường để giảng dạy võ thuật, truyền bá kiến thức cho các học viên đam mê võ như anh. Anh dồn hết mọi thứ của cải để thực hiện ước mơ võ đường. Trên con đường sự nghiệp đó, anh mang theo kỳ vọng tạo ra sân chơi cho những người đam mê bằng việc tổ chức các giải đấu. Tháng 2 năm vừa rồi, xôn xao tin đồn Chí Nguyễn tỉ thí với võ sư Florep khi ông tới võ đường Liên Phong. Tuy nhiên, phía nam diễn viên Việt Kiều đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định nếu thi đấu mà bỏ qua yếu tố cân nặng, điều lệ thì không công bằng. Khi võ sư Florep tới thăm võ đường của Johnny Chí Nguyễn, anh tiếp đón mộc mạc và cởi mở. Sau lần gặp võ sư Florep, Chí Nguyễn hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz của Việt Nam. Mới đây nhất, anh hội ngộ cùng người tình màn ảnh Ngô Thanh Vân để cổ vũ nữ diễn viên ra mắt phim điện ảnh Hai Phượng. Bên cạnh ước mơ phát triển sự nghiệp võ thuật, nam diễn viên phim Bụi Đời Chợ Lớn chưa bao giờ thôi cháy vì đam mê với tốc độ, mô tô phân khối lớn. Bộ sưu tập xe mô tô của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ với những chiếc xe hàng trăm triệu đồng. Anh từng bán cả nhà và xe hơi để thỏa mãn thú vui mô tô. Thích tốc độ nhưng anh lại sống giản dị, thiên về tu thiền. Cách anh xây dựng võ đường theo kiểu nhà lá cột gỗ gần gũi tự nhiên đã nói lên bản tính của anh. Giờ đây khi rời xa giới showbiz, anh không còn màng tới việc phải chăm chút nhan sắc bản thân. Anh trở nên gầy sọn, râu dài và không còn phong độ như ngày nào. Cân nặng giảm vì lý do anh thấy nhẹ cân, tiện khi chạy mô tô. Ngày trước khi còn đóng phim, anh tăng cân để phù hợp với vai diễn. Giờ không cần điều đó nữa. Sau khi chia tay vợ cũ, làm người đàn ông đào hoa nhưng cũng không thích kết hôn. Đào hoa là từ mà nhiều người dùng để miêu tả về Johnny Chí Nguyễn. Sau khi chia tay vợ cũ, anh và Ngô Thanh Vân nhiều lần bị đồn là cặp đôi phim giả tình thật, dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận thông tin trên. Dù không lên tiếng xác nhận, nhưng sau này, khi được hỏi về việc chia tay và mối quan hệ giữa hai người như thế nào, nam diễn viên cho hay
Mối quan hệ của chúng tôi bình thường, không có gì rắc rối như mọi người nghĩ. Tại sao chúng tôi phải ghét nhau? Sau một thời gian, Junichi Nguyễn mới công khai chuyện tình yêu với nữ diễn viên Nhung Kate. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau, cùng chia sẻ đam mê với mô tô. Người đẹp trở thành quản lý cho Junichi Nguyễn trong công việc của Võ Đường. Diễn viên phim Phan Cuồng khẳng định, anh và Nhung Kate có nhiều điểm chung nhưng chưa thể làm đám cưới. Theo anh, đám cưới là vật chất, những gì là vật chất sẽ không còn vui. Nhung Kate và Junichi Nguyễn yêu nhau từ năm 2013. Nữ diễn viên thừa nhận, khi yêu Junichi Nguyễn, cô được truyền cảm hứng công việc từ anh. Cô chưa bao giờ suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa hai người khi anh hơn cô tới 15 tuổi. Junichi Nguyễn, tên thật là Nguyễn Chánh Minh Chí, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1974 tại Bình Dương, nhưng cùng gia đình định cư ở Los Angeles, California ở Mỹ vào năm 1982. Anh lấy tên tiếng Anh là Junichi Nguyễn. Từ nhỏ, Chí Nguyễn đã được học võ vì gia đình anh có truyền thống võ học. Học và nghiên cứu khá nhiều loại võ, nhưng cho đến khi làm quen với Ushu, Chí mới thực sự tìm thấy đam mê. Anh từng được vào đội tuyển Ushu của Mỹ đại diện cho Hoa Kỳ tranh giải Ushu toàn thế giới. Cũng chính nhờ đó, Chí có cơ hội được mời làm người đóng thế thân cho loạt phim truyền hình và sau đó còn được mời đóng một vai nhỏ ở Hollywood. Làm người đóng thế được vài năm, Chí ngừng hẳn việc đóng phim, tập luyện võ thuật. Cũng trong thời gian này, Chí đi làm ánh sáng và phụ quay cho một đoàn làm phim để kiếm sống có tiền ăn học. Thế rồi, những lời mời lại tiếp tục kéo Chí rời khỏi ghế trường đại học. Làm người đóng thế ở Hollywood đem đến cuộc sống tạm ổn. Giới người đóng thế không nhiều. Đóng phim này quen người mới lại được giới thiệu sang phim khác. Chí Nguyễn lần lượt đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim, từ những vai nhỏ đến những vai lớn. Đóng thế cho Spider-Man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc. Hai phim ngắn của đạo diễn Việt Kiều Ethan Trần do vợ chồng Chí cùng thủ vai chính. Cũng chính nhờ đó, tên tuổi của Chí Nguyễn bắt đầu được chú ý. Một người bạn Chí khi làm phim Tom Jung Gong ở Thái Lan nghe đoàn phim đang casting một nam diễn viên người Việt biết võ thuật để vào vai kẻ thù của Tony Jaa đã giới thiệu cho Chí. Chí gửi băng demo sang và anh được mời tham gia. Tom Jung Gong là một phim hành động, vì thế đất diễn của Chí Nguyễn cũng chỉ là những pha đánh đấm ngoạn mục. Chí ấp ủ có một vai diễn dành riêng cho mình. Về Việt Nam, Chí quyết định bắt tay và làm một bộ phim cho chính mình. Anh bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đồng thời tìm hiểu sách dạy viết kịch bản để chuẩn bị cho bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Định mời quay phim Trinh Hoan đảm nhận phần hình ảnh, Chí bất ngờ nhận được lời mời của Trinh Hoan và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đóng vai chính trong bộ phim Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt. Ngay khi đọc kịch bản Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt, Chí đã bị lôi cuốn và nhận lời ngay lập tức. Sau khi hoàn thành vai diễn trong Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt, Chí lập tức bắt tay vào bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Chí không những giỏi võ thuật mà anh cũng rất cừ trong các môn khác như bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, đua xe, trượt tuyết, bắn súng, chơi guitar. Mùa hè 1988, anh là thành viên trong đội tuyển Ushu Hoa Kỳ. Anh đã được một huy chương vàng tại giải vô địch Pan American Ushu kỳ 2 tại Toronto, Canada. Một phần võ thuật của anh là học từ ông nội, võ sư Nguyễn Chánh Minh. Trong những năm 1930, ông Minh học được rất nhiều bài quyền khác nhau từ các võ sư khắp mọi miền Việt Nam. Và ông đã chắt lọc tinh túy, đúc kết các kỹ thuật để dạy cho các con và môn đệ một phong cách mới gọi là liên phong quyền. Năm 2012, Chí Nguyễn đã mở lò dạy võ gia truyền tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Anh kết hôn với ca sĩ Việt Thi vào năm 2000 và có hai con gái là Minh Trang và Thanh An. Trước đây, Johnny Chí Nguyễn với nghệ danh cũ là Minh Chí cùng vợ có làm ca sĩ độc quyền cho trung tâm Vân Sơn và có phát hành những CD mới. Cả hai đã ngừng chung sống với nhau vào năm 2008. Chân dung cô gái âm thầm ở bên Junichi Nguyễn suốt 7 năm ròng. Junichi Nguyễn từng có thời gian nhiều năm gắn bó với Ngô Thanh Vân. Cả hai bén duyên sau khi diễn xuất chung một bộ phim võ thuật Dòng Máu Anh Hùng. Một thời gian sau khi cả hai đường ai nấy đi, năm 2012, Chí Nguyễn thường xuất hiện thân thiết với nữ diễn viên Nhung Kate. Thời điểm đó, Chí Nguyễn từ chối nói về mối quan hệ với Nhung Kate. Nam diễn viên chỉ lấp lửng chia sẻ, cô gái này là bạn tâm giao của mình, một người sâu sắc và hiểu chuyện. Về phần mình, Nhung Kate cũng trả lời nước đôi khi được hỏi về tin đồn yêu Junichi Nguyễn.
Phải đến 4 năm sau khi gắn bó, cặp đôi mới thoải mái công khai chuyện tình cảm chung. Cũng từ đó, Nhung KT được biết đến là người tình của Johnny Chí Nguyễn chứ không còn bị gọi là bạn gái tin đồn. Sau khi thừa nhận chuyện tình cảm, cặp trai tài gái sắc đã thoải mái hơn khi gặp gỡ bạn bè và xuất hiện trước công chúng. Nhung KT cũng đam mê võ thuật và lái xe mô tô thể thao như Chí Nguyễn. Thời gian Chí Nguyễn quyết định dành thời gian để mở võ đường Liên Phong và đào tạo võ thuật, Nhung KT luôn đứng đằng sau âm thầm ủng hộ sự lựa chọn đó của anh. Chí Nguyễn từng chia sẻ, Nhung KT còn có khả năng hiểu thấu những gì mà người khác không nhìn thấy và không hiểu về con người anh. Dù đã ở bên nhau gần 7 năm, song tới giờ Nhung KT và Chí Nguyễn vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Có thời gian dư luận xôn xao trước tin đồn Nhung KT có bầu và cặp đôi đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên ngay sau đó, Chí Nguyễn đã phủ nhận thông tin trên. Anh nửa đùa nửa thật nói rằng, tôi với Nhung KT làm sao mà có con được. Chí Nguyễn từng lý giải về việc anh và Nhung KT ở bên nhau một thời gian khá dài nhưng chưa định kết hôn là bởi phong cách sống của anh không tính trước gì cả. Trong khi đó, Nhung KT luôn âm thầm thể hiện tình cảm chân thành mà dành cho Chí Nguyễn, người đẹp từng đích thân mang bánh gato đến phim trường Phan Cuồng, nơi Chí Nguyễn đang quay, ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để tổ chức sinh nhật giản dị cho bạn trai. Cũng giống như Chí Nguyễn, Nhung KT rất kiệm lời khi nói về mối quan hệ của cả hai. Cả hai đã gắn bó với nhau gần 7 năm một cách lặng lẽ và không khoa trương. Nhung KT có vẻ như không quan tâm đến việc Chí Nguyễn từng trải qua một đời vợ và cả cuộc tình ồn ào giữa anh với Ngô Thanh Vân. Vốn sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc, song sau khi yêu Johnny Chí Nguyễn, Nhung KT đã quyết định ổn định công việc và cuộc sống trong Nam. Một nửa của Chí Nguyễn không phải là cái tên vô danh. Cô từng được biết đến là người mẫu trẻ tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như giải nhất Việt Nam Superstar Contest 2009. Nhung KT cũng được khán giả yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên trong một số bộ phim truyền hình như Bà Nội Không Ăn Bánh Pizza, Con Mắt Bão, Bí Mật Tam Giác Vàng. Bước vào nghiệp diễn từ năm 2009, Nhung được bạn bè trong giới đánh giá cao với lối diễn xuất có thần, thể hiện được đa dạng các khía cạnh của nhân vật. Một nửa hiện tại của Chí Nguyễn cũng thừa nhận cô là người ngại va chạm với những ồn ào trong showbiz, ngại giao tiếp chỗ đông người và xuất hiện ở những chỗ công cộng. Nhung KT cũng tâm sự cô không bận tâm nhiều đến những tin đồn và thường chọn cách im lặng trước công chúng. Lý do bởi cô sợ những gì mình nói ra có thể làm người khác không vui lòng. Nhung KT từng chia sẻ cô biết Chí Nguyễn từ khi còn nhỏ. Khi đó cô đã nghe anh hát ở các chương trình ca nhạc hải ngoại và chỉ nghĩ anh chàng đó cũng đẹp trai. Sau này khi Chí Nguyễn về nước đóng phim, cô cũng xem nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành bạn gái của anh. Sau khi gặp và yêu Chí Nguyễn, Nhung KT bảo cô đã phải thay đổi điều ấn tượng về anh khi đã hiểu sâu sắc và trân trọng hơn mối quan hệ này. Theo Nhung KT, khi quen biết Chí Nguyễn, cô đã có những tháng ngày sống rất vui vẻ hạnh phúc. Khi được một người đồng hành có thể chia sẻ với mình nhiều thứ trong cuộc sống. Chúng tôi có thể đi chơi cùng nhau và có rất nhiều sở thích chung. Tôi cũng có thể hỏi ý kiến anh ấy những lúc anh ấy cần. Anh ấy lớn hơn mình, có kinh nghiệm và là đàn anh trong nghề, là người có thể san sẻ, chỉ dạy mình rất nhiều, Nhung KT tâm sự. Hiện tại, cô sắp bước vào tuổi 30 và vẫn đang âm thầm gắn bó với Chí Nguyễn. Cả hai đều được xem là những người có chung quan niệm sống và khá văn minh hiện đại, tư tưởng sống tự do và không bị áp lực đến chuyện đã đến tuổi phải kết hôn theo quan niệm truyền thống.